ドク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 ド
Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng Mẹ Game. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Survival Evolved Genesis Part 2 tập tiếp theo. Thì như tập trước mình đã nói đó là hôm nay mình đem con Mantis để phục vụ cái việc farm của tôi. Và hiện tại thì tôi demo cho anh em trước là cái nhà của tôi nó như thế này. Và tôi đã tính được cái nóc nhà rồi mấy ông ơi. Đó, và đang chuẩn bị làm thêm một mớ nữa thì hết polymer. Và tôi sẽ kỳ này chắc là tôi tem khoảng chừng 2 con Mantis để nó đẻ ra, cái tôi giết con nó để farm polymer luôn, hợp lý. Đây, và cửa trước cửa sau nó cũng tại đại loại nó cũng như thế thôi. Tôi nghĩ là không có giải pháp nào mà tối ưu hơn nữa. Hoặc là tôi sẽ làm cái cửa, tại vì ở đây á, một cái cửa nhỏ ở đây nó có cái tại sao bên đây nó bị chinh nhờ 1 2 3 4 5, nó bị chinh. Đại loại tôi có thể làm cái cửa ở đây chính giữa này thì để tôi suy nghĩ về vấn đề đó, tại vì cửa trước nó bự rồi, cửa sau thì bự thì cũng được nhưng mà nó bị kiểu như bị lặp lại á, cho nên là tôi muốn cái gì nó mới mẻ hơn tí. Không thì bây giờ tôi sẽ qua vùng đột biến để tôi farm con coi tôi tem con Mantis. Thì ở tập trước tôi cũng có nói là con Mantis đó, nó đã được cập nhật lại ở một cái phiên bản gần đây, chính xác hơn là 3-4 ngày trước. Thì nó có thể, thay vì lúc trước anh em tem nó bằng cái móng vuốt hay là cái nanh gì đó của con Deadworm, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể tem nó bằng sừng của tê giác. Thì trước mắt là tôi sẽ đi chuẩn bị sừng cho tê giác, của tê giác trước đã. Tê giác hả? Tê giác ring hút hả? Thì Rhino thì thường thường là nó sẽ xuất hiện ở mấy cái vùng núi tuyết, mà ở đây tôi chưa nghiên cứu tới cái vùng đó. Thì theo tôi nghiên cứu ở trên trang web arkfandom.com thì nó nói là nó sẽ xuất hiện ở trên nửa bản đồ phía trên vùng Eden nha. Cho nên là bây giờ mình đi rảo mình kiếm nó coi. Sẵn đây mình sẽ làm một cái big, cái big metal hình như tôi có chưa ta, big không biết tìm phức ở đâu hết rồi. Big metal hiện tại thì không biết là tôi có upgrade lên nó được hay không, để tôi thử coi. Nếu mà tốn polymer thì thua, big thì đập lên chắc tôi phải làm metal wood và 2, đúng không? Metal wood và 2 không có tốn metal thì được, không có tốn polymer thì được. Bây giờ chắc là mình kiểu như mình đã xong hết những cái gì khó khăn rồi, bây giờ mình chỉ đang hưởng thụ thôi, cho nên mình chơi game chậm lại một tí cho anh em đỡ cho xem cho nó vui hơn ha. Chứ bây giờ là khỏe rồi, khỏi trước xứ sau rồi, chơi game chậm lại một tí. Mình làm hai cái luôn để một tí nữa mình gắn vào cái con Mantis nữa là đẹp. Mình có nên làm cái hash không ta? Làm luôn cái hash đi. Đây. Anh em đang xem, mỗi người cho mình xin một subscribe và like thôi nha là được anh em. Và nếu mà có thắc mắc thì comment bên dưới và nhớ bấm vào cái chuông đó. Khi mình ra clip thì nó sẽ thông báo cho anh em hết tất cả mọi thứ, ví dụ như từ cái mấy cái hình ảnh mình post lên tab cộng đồng đó, thì anh em có thể thấy. Gỗ wood đem theo kiếm này luôn để phòng thân. Uầy, tôi không biết tôi gắn được cái máy cưa trên trên con ấy không nữa, để tôi thử coi.
máy cưa là chainsaw. Đây, máy mà tôi mà binh được cái mining reel của nó nữa là binh nữa. À, C3. À, tưởng tượng là con man tiếp mà cầm hai cái mining reel. Ba 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 ba. Phải cao luôn. Kinh thế. Wood là hình như tôi thiếu wood. Mai mốt cái quy mô thú của tôi nó hơi bị lớn nha anh em, tại vì tôi còn phía trước tôi còn một cái sân rất là rộng nữa. Tôi sẽ bình thú thêm. À, cái con Gaspard của tôi đây nè. Tập trước tôi có tem đúng không ta? Đúng rồi, không cái tập Gigan đó chứ. Cái tập mà tôi test súng. Ở test cung chứ lộn. Rồi. Có con này cũng vui với nhờ những con đun dừa vậy đó. Trong đây mà có mod cái chai nước mắm nữa thôi là tôi chỉ nhúng nó vô rồi tôi nhai nó đầu nó luôn. Này đang thèm đun dừa mà chưa có cơ hội ăn. Ok, để đó đi. Và bây giờ mình bỏ vào đây. Wood. Và chúng ta sẽ upgrade thêm cái nữa. Hai cái, không biết đủ để upgrade cái búa không nữa. Mình sẽ thêm hai con mantis, một con female và một con male cho nó matching với nhau. Hợp lý. Rồi, hai cái này đỡ rồi. Được rồi. Hai cái này quá ok rồi. Accident luôn. Good job. Rồi, element sáp đủ, chainsaw được luôn, pick được luôn. Thịt thà các kiểu này nọ. Rồi, đi kiếm tê giác nè anh em à. Thường thường tê giác nó sẽ xuất hiện ở cái bên đây cái bản đồ nha. Và nó chấm rất là nhiều. Nó chấm rất là nhiều. Nó xuất hiện rải rác ở ngay cả cái vùng này nè. Cái vùng mà mình đang đứng cũng có xuất hiện nữa. Nhưng mà với cái mức độ rất là thấp. Vùng nào nó cũng trên đây cái chấm nào nó cũng không có cao hết. Cho nên cũng khá là hiếm để kiếm nó à. Chắc là tôi đi rảo rảo, tốt nhất là tôi nên đi rảo rảo ở các vùng núi. Sao lắc thế nhờ? Ok, tạo lắc rồi. Mình chỉ cần giết con đó để lấy cái sừng thôi là được ha. Chứ không hẳn là phải khó. Điệt mẹ, đứa nào thoát ra thoát vô hoài vậy? Nó cứ lôn. Lát mỗi lần nó thấy là lát. Hoài, chắc là tôi phải reset khủng long lại hay sao đó mấy ông ơi. Chứ không phải, này là do Discord rồi, không phải do Discord. Đây đây đây, đây. Thấy rồi. Phải có vấn đề gì đó sai. Để tôi xong cái này tôi thoát game ra tôi vô lại. Và farm tốt nhất tôi nghĩ là lấy cái này farm là hợp lý nhất. Ủa không ra hả? À đây nè, cái đồ của nó nè. Để xong hai con này tôi out game ra tôi vào lại. Nó sẽ có đồ. Đấy, hợp lý đấy, binh đấy, chiến đấy. Ok, tôi quay lại game rồi. Vô lót lại nó đỡ lắc hơn anh em à. Rồi và bây giờ mình sẽ tìm Rhino tiếp theo. Con Rhino này mà không khó tìm hơn mình nghĩ ha. Đi vòng vòng núi là thấy nó thôi. Mình cần đi kiếm thêm nhiều Rhino nữa để thu thập cái sừng của nó nha. Tại vì hai cái không đủ đâu, mỗi con ăn cái chắc không no đâu. À quên nữa, tí nữa xong tôi phải quay về tôi làm cái tôi lấy cái bộ đồ lá cây nữa chứ, tại vì con tem con mantis cần phải có lá cây. Thế đấy.
hoài, ở đây nhiều thú thì chỉ nó lát phải rồi. Ok, đây con ở đây. Má tính ra mình cũng nhân phẩm á anh em, không phải là nó hiếm, nó dễ tìm đâu, nó khó tìm phải cái đáy luôn ấy. Mà tính ra tôi cũng nhân phẩm á chứ. Khủng. À, 4 cái không biết đủ không ta? Không đủ rồi chắc là tôi đi farm thêm cỡ 6 cái đi, tại vì cái thêm bên tôi cũng cao rồi đấy. Tôi lười farm phải cái đáy, lười kiếm á chứ không phải lười farm nữa. Lời đi kiếm á, kiếm gì? Nãy giờ kiếm cũng 15-20 phút mà chưa ra. Thường thường nó sẽ kiểu như spring no, nó sẽ để cái vòng nó xuất hiện ở khu vực lân cận đây nè, chỗ tôi đang đứng nè. Hoặc là có trong city nữa, city nó còn hiếm hơn nữa. Cho nên là có thể là tôi sẽ thử vô city, tại vì tôi đi rảo một vòng ở đây hết rồi. Thử vô city coi như thế nào. Như chỗ này tôi chưa đi thì phải. Toàn là strike không? Quá nhiều. Ok, tôi về với thêm hai con nữa là xong. Và bây giờ tôi lấy cái bộ ghi lê của tôi ra đã. Đây, hợp lý. Hả, sao con cái tôi đâu ta, cái quần đâu mất tiêu rồi, cái quần cái tay nữa. Hoài, tôi mất hai cái đó là cũng mệt đấy, cũng hơi bị mệt đó. Bây giờ tôi hết polymer để chế rồi, phải cả lên nè. Quay đồ đạc tôi thất lạc hết trơn rồi mấy ông ạ. Hết polymer rồi. Tôi nhớ là tôi có học rồi, cái này ráp ở đâu? Này ráp ở trong đây hả? Chắc qua bển rồi tôi ráp luôn quá. Ờ à, qua bển đi rồi tôi ráp luôn. À đây 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 đây, cái tay, cái giò, cái chân, cái tay và cái quần. Cái quần tôi có chưa? Cái quần tôi chưa có nữa nè. Ok, và bây giờ let's go qua bên khu đột biến nào. Mình lựa hai con mà nó chiến chiến tí nha, để đam càng cao đi farm nó càng nhanh. Chắc là tôi nâng map đam mà quay cho nó quá. Con này thì chắc là tôi không nghĩ tới cái việc đi thiện chiến đâu. Mày ăn hiếp hả mày? Mày ăn hiếp hả? Mày ăn hiếp. Không có trơn. Ok, mình qua đây rồi. Để khi cái nhà tôi mà nó ổn định đi, tôi đặt một cái bàn teleport. Tôi đặt một cái bàn teleport gần đó để tôi teleport qua đi qua đây cho nó dễ, chứ mỗi lần đi xa phải đái không ạ. Xa thì không xa mà tốn thời gian thì cũng không tốn thời gian, nhưng mà mất công thôi chứ không gì. Rồi, và bây giờ thì let's go. Đây, tôi có hiện tại tôi có 6 cái Woolly Horse. Và để tôi tìm mục tiêu cái đã rồi tôi mới bắt được. Wow, tôi chưa tính là xây cái kiểu như có một cái bay nhỏ ở bên đây á, một cái chỗ ở nhỏ bên đây cho nó đẹp. À, Shadow Man hả? Ở đây có hai con Shadow Man thì phải. Shadow Man 16 và 76 chắc thôi đi. Nhà tôi có hai con nó chí rồi. Tôi có nên tắt cái này cho đỡ lắc không ta? Chạy đi. Tắt về thì không thấy. Bên đây cũng có cái nhiệm vụ nữa nè anh em. Bên đây cũng có mấy cái show mission slip nữa nè. Mantis bình thường tôi không kiếm nó mà nó cũng trường cái mặt ra. Và bây giờ tôi thấy nó rồi. Level 68 và level 76. Mail và... Ồ không, cái này lộn, con ca ca male và female. Thôi được rồi, chơi luôn. À, không phải bắn xẻo nó đâu nha anh em, không phải bắn xẻo nó đâu. Chúng ta sẽ tem bắt xẹp mà. À, đầu tiên là mặc bộ đồ này vô.
Sau đó là rình mò, nó giống như là bữa tôi tem sa đồ vậy. À, khó chịu lắm. Nói càng nói càng. À, nếu mà một cách bơ phạt hơn nữa, tôi cần phải ăn kiểu như thuốc khử mùi. Tại tại vì cái nó có thể đánh mùi được tôi á, cho nên tôi cần phải ăn một cái loại thuốc khử mùi. Tôi cầm cung trước cho chắc. Để tôi phụ với tụi nó hạ cái đám này coi. Tôi giết một con mantis rồi, what the fuck. Tôi lại lại quên đem MT Rai bốc rồi mấy ông ạ. Tôi lại quên đem MT Rai bốc rồi. Sao con này nó thiện chiến thế nhờ, con này nó thiện chiến quá, nó lo đánh lộn không à, chết thiệt. Đúng rồi, từ từ quầy nó thiện chiến thế nhờ. Ôi hình như nó bị kẹt, không phải à? Lạng quạng là tôi ghim vô đầu nó liền. Trong lúc mà nó đang tấn công một con nào đó thì mình không thể nào tem nó được nha, không có đút cho nó ăn được. Chịu rồi, phải dụ nó thôi. Chết mẹ, Shadow Man, Shadow Man, úi 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 Shadow Man. Rồi rồi rồi, mày ngon mày quýnh Shadow Man đi. Mày ngon. Mày ngon mày quýnh Shadow Man đi. Má sao nó cứ quay quay khó chịu thế nhở. Đúc đít nó, đúc đít nó, đúc đít nó. Ok, con này là female đúng không? Mình đi kiếm mình cho hồi nãy tôi thấy có hai con ở đây nữa nè. Female hả? Female chắc giết nó quá. Ủa? Tôi thấy hai con mà sao giờ còn có một con ta, khó hiểu thế nhờ. Sẵn này lấy mantis luôn. Hoài 400 mấy chỗ. Hú hồn, ui chạy chạy. Để mình mua một cái MT Raybox á, chưa thấy ai vào như tôi luôn. Má tôi mua MT Raybox hơi bị nhiều luôn á. We going exploring? Rồi rồi rồi, biết rồi, cho tôi mua đồ. Got some 29.000 mấy hexagons you're trăm. keen to spend? Cheers, survivor. Ôi, ôi thiệt mẹ. Mua tới 4 cái lận hả? À không, mua có 2 cái mà. Ok, giờ mình upgrade nó sao? Mình upgrade nó sao? Sau này có cái máy clone á anh em. Tôi clone nó ra cái là tôi farm được nhiều lắm, không cần phải máy tin đâu. Tôi clone nó ra nhưng mà theo giáo sư Phát nói là clone nó rất là lâu, cái thời gian clone nó rất là lâu. Không biết là tôi chỉnh được hay không. Nếu mà tôi chỉnh được thì tốt. Ui ui, thấy 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 rồi, thấy rồi, thấy rồi. Con này meo 76 nè.
Má ở bên kia nguy hiểm quá ta. Chắc tôi cho một xuồng ăn luôn quá. Wow, hợp lý. Bình. Rồi mà bây giờ mình về thôi. Bên đây thì hình như đâu có con nào để bắt nữa đúng không ta? Rảnh rảnh thì tôi ra tôi bắt chơi chơi vạt con đồ bậy. Đấy, hợp lý. Tôi coi có con nào để bắt hay không. Ôi, Valosaurus kìa. Có con Valosaurus. Con này level 104 luôn hả? Ngon vậy. Uầy, được đấy. Ủa, tem con đó phải cách này không ta? Phải bắn xỉu không ta? Hình như tôi nhớ là bắn xỉu. Tại vì hồi đó tôi có tem bên Extinction rồi. Đâu rồi? Đây, Valosaurus female đúng không? Female thì chúng ta kiếm một con mèo. Ui, sét đánh kìa. Ôi vãi cái lồn, có khi nào tôi đứng trên đó sét đánh chết tôi luôn ta? Chắc có à. Chắc có. Đi kiếm thêm một con nữa là đẹp. Mà rất tiếc là tụi Velociraptor này nó không đi theo bầy, cho nên là cũng đành chịu. Hình như bên kia có thấy một con, phải không ta? Nếu mà tôi nhìn không lầm. Tôi nhìn lầm con Strike rồi. Thấy nó có sừng sừng. Ok, no problem. Spino gần đây. Bắn vô cái đầu mày luôn. Ok, mình đợi con này xong mình quay về. Rảnh rảnh thì mình qua đây mình làm thêm một cái làm thêm con Valo nữa là đẹp. Uầy, có khi nào tôi nên lên đó tôi thử không ta? Tôi lên đó tôi thử coi nó có bị tôi có bị sét đánh không. Cheers, survivor. Nó ghi một lần là hình như nãy tôi nhận được hai empty ray bóng đúng không, mà sao tôi nhận được có một cái à? Đấy, Valosaurus với chúng tôi rồi. Chắc là tôi quay về quá. Trong lúc quay về thì tôi sẽ tìm cái chỗ nào đẹp đẹp để tôi binh ra cái đặt cái teleport ha. Chứ tôi nghĩ là đặt giữa map là đẹp, tại vì thí dụ muốn đi đâu đi đó, đi đây đi đó thì giữa map là đẹp nhất. Hoặc là chỗ nào đó. Quay ở đây thú nhiều quá vậy. Đồ xác mớ. Ngứa tai lắm, mấy này tôi ngứa tai lắm, tôi đồ xác mớ coi. Ôi lắc thôi về. Không chơi nữa, về. Ok. Và chọn nó ra đây. Để tôi thử coi nha, để tôi thử coi nó đưa nó vô được hay không. À quên nữa, hồi nãy biết gì tôi đẩy nó ngoài được rồi. Wow, custom, nó có custom nữa hả? Căng vậy. Có nghĩa là để có một cái mà nó ra hai cái luôn nè anh em ạ. Và tôi làm cái shadow cho nó là được đúng không? Tôi thử tôi để cái chainsaw coi. Không được. Hồi tôi lấy cái mining drill cho nó thử nữa. Mining Frill đây. Tôi cài súng cho nó luôn. Dao thì chắc là nó cầm được, cung thì chắc nó bắn không được đâu. Mantis đúng không?
Mà tích... Ôi, nó có hiện cái chữ đỏ đỏ gì trên đây nè ta? Nó có hiện cái chữ đỏ đỏ gì trên đó đó. Man stick đây. Ráp ở ráp ở trong đây luôn. Man. Ơ kìa. Hey, whip with to ride. Ủa? Ủa tôi đánh đúng mà, man stick. What the fuck? Không thấy đâu cửa nó ta. Ui, tôi có đồ cưỡi của Accident Mantis luôn. Wow, được cái nhờ. Ráp thêm cái nữa được không? Ráp thêm cái coi. Không được, phơ kệ. Hai con thì ráp hai cái. Lý. Ờ ha, mà đâu cần phải ráp tí tận hai con đâu. Tại vì thí dụ tôi sẽ tôi sử dụng một con đi farm, đúng không? Tôi sử dụng một con đi farm. Rồi sau đó là còn một con ở nhà, không? Một con đi farm, một con ở nhà. À, rồi sau đó là tôi đem nó về tôi phối giống nếu mà tôi farm xong. Ừ, hợp lý. Chắc chắn là lên cho nó quay, quay nó yếu quá. Quay. Wow. Tôi coi coi. À, cầm dao thì nó cầm được. Minigun thì cầm không được, mining drill cầm không được. Thua. Cầm ống nhòm. Cầm ống nhòm cầm không được. Cầm cung coi. Ôi cầm cung. Cầm cung không được mấy ông ơi. Thua. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Thì chắc là đi farm thì để rảnh thì tôi ra tôi farm. Thì cảm ơn em đã xem video này. Thì ở dưới clip mình có để bốn cái đường link, đó là link donate, link Facebook, link fanpage và link Discord. Anh em nào muốn giao lưu thì vào ba cái link dưới. Còn em muốn ủng hộ tôi nhiều hơn thì bấm vào cái link donate nha. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này. Hẹn anh em gặp lại tập sau. Nếu mà có thắc mắc gì anh cứ comment bên dưới cho tôi có tương tác nhiều hơn. Và like, mỗi người bỏ ra 1 giây để subscribe cho kênh tôi, bấm vào cái chuông là ok rồi. Cảm ơn anh em.